Vậy là chúng ta đã kết thúc tháng 1 của năm 2024 rồi, và chúng ta đã bước qua tháng 2 của năm 2024. Và chương trình dành cho những mẫu xe, như mẫu xe đang đứng kế bên em, bên đây là mẫu xe Toyota Wigo. Chương trình khuyến mãi vẫn đang rất là hấp dẫn dành cho những khách hàng khi mua xe. Và hiện tại chúng ta vẫn sẽ có xe sẵn giao ngay đối với chiếc Wigo màu đỏ này trong tháng 2 để chúng ta thể nhận xe trước Tết. Bởi vì tầm khoảng loanh quanh, chỉ tầm khoảng còn gần 10 ngày nữa thôi là chúng ta đã đến với dịp Tết Nguyên Đán của năm 2024 rồi. Và chiếc xe này của chúng ta thì sẽ có mức giá như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng em Vinh đón xem hết video này để biết thật là chi tiết về mẫu xe Toyota Wigo này nha. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và muốn đăng ký kênh. Và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Xe Uy Tín về giá xe lăn bánh, chương trình khuyến mãi và những mẫu xe đang rất là hấp dẫn của nhà Toyota. Và cùng với đó là không thể thiếu được, đó chính là chương trình trả góp và chi tiết những trang bị option trên mẫu xe phân khúc hạng A của nhà Toyota với đầy đủ trang bị công nghệ. Và đây là một chiếc xe được thiết kế mới, đẹp hơn và phong cách hơn rất là nhiều cho mẫu xe Toyota Wigo. Và chúng ta hãy cùng em Vinh đón xem chi tiết trong video ngày hôm nay nha. Vậy thì trước khi chúng ta cùng nhau bước vào phần giá thì hãy cùng em Vinh điểm sơ qua về những trang bị và công nghệ ở trên chiếc xe Toyota Wigo này nha. Thì quý vị thể thấy được cái phong dáng và cách thiết kế của mẫu xe Wigo khi chúng ta nhìn tổng quan về phần đầu xe rất là đẹp, và nhìn chiếc xe của chúng ta nó rất là cuốn hút khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe của chiếc xe này. Đặc biệt toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng phía trước của cái mẫu Wigo này được trang bị với bóng đèn LED hoàn toàn chiếu sáng ở phía trước, cho cường độ ánh sáng rất là cao với cái cụm đèn chiếu sáng phía trước này. Và phía bên trên chúng ta còn được trang bị những cái dải LED lên line ở phía bên trên đây nữa, nó tạo chúng ta cái điểm nhấn khi chúng ta nhìn tổng quan về phần đầu xe. Tính dần xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có được một cái đèn sương mù hay còn là đèn chiếu sáng ban ngày của chúng ta. Đèn chiếu sáng ban ngày thì sẽ được trang bị thiết kế dạng dọc và úp phía ngoài miếng nhựa đen nhám này, nó sẽ làm cho cái phần đầu xe của chúng ta có thêm cái sự góc cạnh hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về phần đầu xe. Về mặt lưới tăng nhiệt thì chúng ta được thiết kế to bản và có những họa tiết trang trí bằng mạ chrome ở phía bên trên, tạo điểm nhấn cuốn hút hơn khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe. Logo thì vẫn sẽ được dập nổi và mạ chrome ở trên giữa đây đó. Về tổng quan phần đầu xe với những cái trang bị như thế này và cái cách thiết kế góc cạnh thì nó sẽ khiến cho chiếc Wigo của chúng ta nó nổi bật hơn và nó cuốn hút hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về phần đầu xe, một cách thiết kế rất là mới mẻ cho năm 2024 của chúng ta. Đó là về tổng quan về phần đầu xe. Về phần hông xe thì chúng ta có được gì nè? Đây là một chiếc xe phân khúc hạng A, nhưng mà ở cái phần hông xe chúng ta thể thấy được một cái phong dáng rất là đẹp nha quý vị nha. Đó, phong dáng siêu đẹp với những đường gân guốc ở phần hông xe. Về bộ mâm chúng ta sẽ được trang bị với bộ mâm kích thước là 14 inch, mâm thì là mâm đúc luôn nha quý chị nha, thẳng thì chẳng thước, thẳng đĩa, thẳng sau thẳng đang chống, làm cho cái phần hông xe chúng ta nó cứng cáp hơn. Và cái màu ngoại thất màu đỏ này nhìn chiếc xe nó rất là hiện đại và cùng với đó nó mang lại chúng ta cái sự trẻ trung hơn. Trên bộ gương chiếu hậu thì sẽ được trang bị sơn cùng màu thân xe này, có tích hợp để mà rẽ nhận LED trên gương, có chỉnh điện và gập điện, cùng với đó là sẽ được trang bị luôn cả cảnh báo đi mù trên gương. Đây, chúng ta được trang bị luôn cả cảnh báo đi mù trên gương. Tay nắm cửa mặc dù chỉ được sơn cùng màu thân xe thôi nhưng mà sẽ có luôn cả nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa đó. Ra vào xe thì chỉ với một chạm thôi nha quý vị nha. Đó, về tổng quan phần hông xe chúng ta sẽ cùng nhìn lại một lần nữa này, phải nói là rất là đẹp đó. Phần hông xe rất đẹp nha quý vị nha, thiết kế nó nhìn như chiếc xe này nó nổi bật hơn khi chúng ta nhìn từ phần hông xe đó. Về phần tiêu hao nhiên liệu thì chiếc xe này cũng rất là tiết kiệm khi chúng ta cái khả năng tiêu thụ nhiên liệu rất là ổn định ở trên chiếc xe này. Đó, chở 5 người nhưng mà đối đường kết hợp chỉ có 5,2 lít thôi. Trong đô thị là 6,5 lít và ngoài đô thị là 4,5 lít dành cho chiếc Wigo này, phiên bản số tự động như quý vị nha. Đó, rất là khỏe khoắn dành cho chiếc xe. Đó là tổng quan phần hông xe. Chúng ta sẽ cùng di chuyển về phần đuôi xe nào. Ở cái phần đuôi xe này chúng ta có thể thấy được này, toàn bộ thiết kế phần đuôi xe được làm rất là nổi bật. Đó, quý vị có thể quan sát rất là chi tiết về cái phần đuôi xe. Với những cái đường thiết kế góc cạnh như này nó sẽ khiến chiếc phần đuôi xe chúng ta nó nổi bật hơn. Đặc biệt cụm đèn này được thiết kế nhỏ lại và thon hơn, nó khiến cho cái phần đuôi xe nó nổi bật hơn và sử dụng bóng LED ở phía trong luôn nha quý chị nha. Về an toàn phía sau chúng ta được trang bị tới hai cảm biến và kết hợp với camera lùi để chúng ta vận hành một chiếc xe này dễ dàng hơn. Ở phía bên trên này chúng ta vẫn sẽ có xe kính này, đó, đèn báo phanh dạng LED trên cao, anten thì ở phía trên nha quý chị nha, gạt mưa ở phía sau rất là đầy đủ luôn. Đó, về phần cốp xe, một chiếc xe phân khúc hạng A thì phần cốp xe nó cũng rất là rộng, quý chị thể quan sát được. Đây, cốp xe này rất rộng nha quý chị nha. Với dung tích cốp xe là gần 300 lít này thì chúng ta sẽ để được rất là nhiều đồ ở trong đây. Đó, một chuyến đi du lịch trong gia đình 5 người thì cái cốp xe này hoàn toàn đáp ứng được nha quý chị nha. Và đối với chiếc xe phân khúc hạng A này thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị bánh sơ cua dự phòng. Đó, chứ không phải là bị cắt đi nha quý chị nha. Cái này nó rất là thuận tiện cho chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng xe. Đó, có những cái sự cố xảy ra thì cái bánh sơ cua dự phòng này cũng sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều, dễ dàng hơn và trong những cái trường hợp khẩn cấp
chúng ta có thể sử dụng được. Đó, tổng quan phần cốp xe, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phần nội thất nào. Nội thất của Wego thì được thiết kế ở trên cái phiên bản này, nó hướng về người lái hơn, nên thành ra là cái cách thiết kế bên trong cũng rất là hiện đại. Đặc biệt là những cái phần tappy này được làm rất là chi tiết với những vị trí để ly nước ở phía dưới đây. Đây, những cái nút bấm lên xuống kính tài, một chạm chống kẹt, chỉnh kính điện, gập kính điện, tay nắm cửa cũng sẽ được mạ chrome. Đó. Về bộ ghế, chúng ta sẽ được trang bị ghế nỉ, chỉnh cơ 6 hướng cho chúng ta cái tư thế ngồi rất là thoải mái như quý vị nha. Đây bộ ghế này. Đó, cái form ghế làm rất là to và rất là bành, nên khi chúng ta ngồi nó rất là ôm form như quý vị nha. Rất tiếc ghế này là ghế nỉ với ghế da là quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà chúng ta có thể trang bị thêm. Nếu như mà chúng ta cần thì có thể trao đổi trực tiếp với em Vinh để trang bị thêm bộ ghế da nha. Đó. Về cái màn hình phía trước mặt người lái chúng ta có thể thấy được này, chúng ta sẽ có một cái màn hình nhỏ ở phía trên giữa đây để chúng ta có thể kiểm soát chiếc xe của chúng ta với những cái thông số được gửi tới người lái trên đây, như vị trí số, tình trạng chiếc xe, odo và hai bên hồ cơ, hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Đó. Vô lăng thì cũng sẽ được trang bị những cái nút bấm cơ bản như là tăng giảm âm lượng, làm thoại rắn tay trên đây. Đó. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước và gạt mưa sẽ điều khiển bằng hai cái gạt bên đây nha quý vị nhé. Nút đề start stop tất cả đầy đủ, và đây là cái chìa khóa thông minh của chiếc xe Toyota Wego. Đó. Có chìa khóa thông minh nha quý vị nha. Rồi, về hệ thống giải trí thì chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình 7 inch ở đây và có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth, USB đầy đủ nha quý vị nha. Trên chiếc xe này, hệ thống cam lùi sẽ được thể hiện rất là sắc nét trên đây, có vạch kẻ nha quý vị nha. Điều hòa thì chưa phải là điều hòa tự động đâu, điều hòa này điều hòa cơ nha quý vị nha. Nhưng có chế độ mắc cool này, nằm lại rất là nhanh đó. Và cái thao tác điều hòa thì hoàn toàn là nút bấm, nên nó sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng xe. Đó. Phía dưới đây có một cái tổ sạc 12V 120W này. Hộp số này thì sẽ là hộp số DCT mới, có thêm bánh đăng chuyển động nên khi chúng ta tăng tốc và khởi hành xe nó sẽ mượt mà và êm ái hơn cho chiếc xe Toyota Wego này. Đó, cái chữ S này để chúng ta khi cần vượt xe này chúng ta sẽ chuyển qua cái chế độ S này để chiếc xe được tăng tốc dễ dàng hơn. Và vị trí B này để chúng ta hỗ trợ đổ đèo kèm với fan động cơ như quý chị nha. Đó. Tổng quan phần nội thất với những họa tiết và những cái đường góc cạnh này thiết kế rất là đẹp. Đó, nhìn chiếc xe rất là cuốn hút nha quý chị nha. Với mức giá có 405 triệu thôi. Đó. Tổng quan về cái phần nội thất rất là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ cùng di chuyển đến hàng ghế thứ hai nha. Ở cái hàng ghế thứ hai này, chúng ta có thể thấy được thứ nhất là cái phần lưng ghế nó rất là ngả. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy được cái phần lưng ghế rất là ngả nha. Có tựa đầu 3 vị trí ngồi, dây đa an toàn 3 điểm rất là đầy đủ. Đó. Và cái khoang nội thất ở hàng ghế thứ hai này cũng rất là rộng rãi, quý chị thể quan sát trực tiếp trong video. Đó. Giúp chúng ta ngồi 3 người ở đây cực kỳ thoải mái với chiếc Wego này, đảm bảo đầy đủ không gian cho chúng ta sử dụng. Và đó là về tổng quan về chiếc xe Toyota Wego phiên bản màu đỏ số tự động. Và chiếc xe này của chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh là bao nhiêu? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vân tiến vào đối mức giá của chiếc xe này nha. Hiện tại nhà máy Toyota Việt Nam đang công bố dành cho chiếc xe Toyota Wego phiên bản số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia này với mức giá là 405 triệu đồng. Nếu như chúng ta lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì chiếc xe này lăn bánh dự kiến chiếc xe này 470 triệu đồng. Tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương hoặc Long An, chiếc xe này sẽ có mức giá là 450 triệu đồng nếu như chúng ta lăn bánh và chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi. Hiện tại trong tháng này nếu chúng ta mua xe sẽ được chương trình khuyến mãi hỗ trợ giảm tiền mặt và tặng thêm một vài món phụ kiện. Và để biết mức giá lăn bánh cuối cùng về địa phương của quý vị nó sẽ là bao nhiêu thì quý vị đừng ngần ngại gì, nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961205097 hoặc 0934589878 nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho tháng 2 của năm 2024 này nha. Và dành những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp thì hiện tại mức lãi suất dành cho chiếc xe này khi chúng ta mua xe cũng đang rất là ưu đãi. Về hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng, và số tiền đầu tư ban đầu để chúng ta bỏ ra khi mua chiếc xe này nó chỉ từ 125 triệu đồng mà thôi. Về hồ sơ thì quý chị đừng lo, bên đại lý sẽ hỗ trợ cho quý chị hết. Đó, về hồ sơ giấy tờ. Và để mức giá phù hợp nhất và mức lãi suất tốt nhất dành cho những khách hàng thì quý chị hãy liên hệ trực tiếp vào hotline bên trên màn hình hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn chi tiết nhất về hồ sơ vay, thủ tục vay và mức lãi suất quý chị sẽ được thừa hưởng. Khi cái hồ sơ của chúng ta nó sẽ không chứng minh được thu nhập hoặc chứng minh thu nhập ở mức tốt thì mức lãi suất cụ thể sẽ như thế nào, trả góp hàng tháng làm sao thì quý chị cứ liên hệ trực tiếp vào hotline bên trên màn hình để được tư vấn chi tiết nhất nha. Và
Và những khách hàng nào muốn đi trực tiếp showroom để coi xe, lái thử trải nghiệm thêm về mẫu xe Toyota Wigo này thì hãy tới tại hệ thống Toyota Hùng Vương, bao gồm hai chi nhánh. Chi nhánh số 1 nằm tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, và chi nhánh số 2 nằm tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn chi tiết nhất về mẫu xe Toyota Wigo phiên bản sử dụng màu đỏ rất là đẹp đang được KBM Vinh đây nha. Và những quý chị nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, muốn đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh xe uy tín về những chương trình khuyến mãi và những dòng xe cập nhật mới nhất từ nhà Toyota nha. Hẹn lại quý chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.